để tí nữa về xay làm mềm mén ăn nhé. Ngô mới này làm mềm mén nó sẽ ngon hơn đấy chị cơ. Ừ, đúng rồi. Treo lên khô ấy. Để khi nào cho lợn ăn gà, vịt ăn thì nó tiện hơn cái thứ hôm xưa. Ôi, bát này thế này thì to ấy, làm mềm mén ngon lắm ấy. Bát đúng năm nay là mình không bội thu mất. Con ngon này của mình hạt không bị lép chưa? Đấy, còn chút chưa ấy, chị em mình tranh thủ bẻ thêm ít nữa sau mình về. Anh ấy hôm nay hơi được vui đợi khăn. Tại em hôm nay tưởng là trời mưa ấy. Thời tiết mấy hôm nay nắng một xíu, trở lại mưa liên tục luôn, mưa rông. Xong rồi, em đi lên thử ạ.
Đẹp nhở ấy Mỹ nhở, ngô đỏ này. Ngày xưa cái ngô này người Mông mình được gọi là kiểu là ma quỷ, là sợ ngô đỏ này đấy. Ở nhà là treo ngô đỏ là kiểu tránh tà ma này. Mình đốt anh ấy ạ. Ngôi nhà mình năm nay tốt thật đấy chị vợ. Nhìn thích thật. Mình nông dân mình ấy trồng được ngô như thế này mới thích chứ nhỉ. Đúng rồi. Bác ấy nhìn đều nhỉ. Treo ngô thế này để ăn được lâu mà treo gác bếp luôn ấy. Không có nhiều khi mà nó cách người Mông mình bảo quản là treo gác bếp. Đúng rồi, nhiều khi mà ngô mà đen xì luôn ấy. Bên này bên đi.
chị ạ. Còn nhiều nước không ngoài Mỹ? Còn nhiều. Đây là đủ treo chỗ khu bếp này. Mày té ngô chạy bằng cơm. Ê, của chị xong rồi nhá. Ê, đồ chiêu. Con đá để đi ngon được. Này, anh Mỹ ra kia đứng để ấy. Yeah.
hai cái này em. Hơn kia.
hết rồi. Từ đây em ạ, mịn này được rồi. Mịn ấy. Ừ. Thế là được rồi. Ừ. Đây là ngô mới thơm lắm. Được rồi ạ. Đun nước trước. Cho thêm nước vào để vào hấp nữa nha. Rồi sẽ cho gạo vào. Đây là gạo nếp. Gạo vào đều ngon. Thank you.
hộ ấy. Sẽ cho giấm nha. Thì ta gì? Chín rồi ấy. Thơm quá. Một bát là ăn đi. Thêm không? Dạ.